tương tự biên phim như có chứ. Bây giờ mình sẽ hát một bài này. Bài này ai lên hát? Bây giờ anh xin phép em nha. Hồi nãy là em tặng này cho anh đúng không? Bây giờ anh sẽ tặng lại của diễn giả một người đó được không? Còn mấy thì còn mấy anh thấy em còn cầm cái, em hiểu không? Anh tặng cho người ta xem tặng lại cái đó cho anh. Cái thứ chứ mà là kẹo quỳnh đấy. Kẹo mà nó lôi ra là chết luôn. Rồi bây giờ dây. Bài hát này ai hát xong ca? Bạn nữ. Ai hát được bài này sẽ có một món quà, đó là iPhone 7 Plus. Sẽ gửi qua Facebook. Trời, bà tưởng mở. Bài này được mang tên là Cho Vừa Lòng Anh. Hả? Cái gì? Hà Tấn. Ấy. À hát cho quên kỳ u trả ơi. Nói không còn không sống là hạt dập quần trì lần sáng là hạt. Hạt lên. Ủa cha ơi. Hột gứa. Vô tay cho hột gứa. Ủa cha ơi. Ủa cha. Tội này làm rắn đây nè. Ủa cha. Trời đất ơi nhìn cặp giò kìa. Tết à. Hạt như chụp này trên đà hạt xong rồi chụp cho người ta đời mà chụp ở chụp đi. Rồi bây giờ hỏi thêm chí nè. À, dạ em là Bảo Yến. Ôi, nữ ca sĩ Bảo Yến. Ở chỗ mố. Anh mố đúng hò. Ở đúng hà. Cái mì rốt kia. Gần quận nôm, Thanh Bình quận nôm á. Quận hà, quận trì, quận nám, tao lão. Gần quận quận nôm. Rồi. Em đi sao đọc đi học mà. Rồi. À, công việc là chi? Em làm giáo viên. Giáo viên dạy chi? Aerobic á. Aerobic hay yoga? À, dạy môn sinh hoạt. Dạy môn sinh hoạt là cái môn chi không biết hả? Sinh hoạt á. Ở trong trường á. Môn sinh hoạt á. Là cô dạo á. Chả cô dạo mặc đồ bả chạy á. Chơi cặp gió, dai tó chặt bả lửa. Tao chặt mạch. Ôi cha ơi, đổ mồ hôi. Bà đi thường không? Anh đã giờ gặp anh đẹp trai quá nên em nói láo. Em nói lố thôi, em dạy tốt. Có nên nói không tin cái gì hết. Này nó chơi sinh hoạt, nó chơi toán. Bây giờ dạy toán đúng không? Tốt. Dạy toán đúng không? Mày đồ cái. Một cộng một bằng mấy? Tuy anh. Ủa cha, đánh đả đi. Rồi, bài này thuộc không? Đấy đúng chính xác rồi. Đỉnh nọ đó, ủa chùi cái gọt em. Đoàn nó thu thì hạt, không thu thì anh hạt cho chứ có chi đó. Cha cái mỏ kia. Lên nhà đi con ơi. Tặng bà con nha. Rồi. Em hết quà đó. Đó. Ok tặng người. Nhạc đi. Cái nhà như là phải nhảy, không có được bên chùa. Nhảy. Nhảy theo anh nha. Ladies and gentlemen. Yêu anh.
tin trong nhân gian tôi dần tôi đã ngây thơ đến tình yêu hướng dẫn người về đến giờ tôi chẳng còn chi khi người quên mặt mà đi đúng rồi chúng mình nhảy này nhảy được cái gì nhảy khó lắm không sai đâu khó lắm nha. Cô giáo mà dạy học trò chắc đủ đi hát karaoke hoài luôn. Bình thường là không quay đâu, nhưng mà gặp anh Trần Giang cứ quả đi Huế. Có chồng chưa? Có rồi. Thôi đi xuống đi, có chồng rồi đừng để chi hết. Có chồng lần chồng lên nó tạ lên mặt tôi. Cảm ơn mọi người đồng hồ. Nó trời cảm ơn, vỗ tay rất là nhiều. Có chồng rồi ha. Có chồng rồi. Có chồng rồi mà dính nó mặt bên đuôi nè. Nó còn răng mối, mặt mẹ. Trời cũng nóng, chà có chồng rồi. Mày cái thằng bảo vệ sao mà cứ nhìn cái chi mà nhìn hoa rồi hả? Đừng có nhìn mình lau bệnh mình đi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, ngày hôm nay rất là vui. Rất là đông khán giả tới ủng hộ mọi người. Cảm ơn rất là nhiều cho cái sự yêu thương của quý vị. À, hôm nay em cảm ơn rất là nhiều. Em đã từng tới đây nhiều lần rồi. Cũng có diễn ở nhiều cấp 3 lớp rồi. Hôm nay là lần đầu tiên diễn ở ngoài một cái sảnh outside gì mà quý vị đến đông không ngày mưa gió. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn tất cả những người bà con của Quảng Trị. Còn bây giờ kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Em phải về rồi. Bây giờ phải chạy về Huế lại. Mình bay bước bay sẵn lại bay sợm về Huế. Tụi em hạt thì hạt cũng phải cà xì đâu mà hạt cho nhiều. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng tay không phải cho Trường Duyên, không phải cho Trường Giang đâu nha, mà chẳng lẽ nó dành riêng cho quý vị vì sự yêu thương của quý vị. Thôi bà lo bà về đi, chồng đang ở nhà bà về nó chửi đó chứ hả?